Ta đang sống trong thời kỳ văn minh điện thoại. Cùng với chiếc điện thoại di động, một loạt những thói quen, những văn hóa ứng xử đã tạo ra cho bộ mặt phố phường những bức tranh sinh động. Nếu biết sử dụng nó như một phương tiện, nó sẽ đem lại cho chúng ta sự tiện lợi. Ngược lại, nếu chạy theo sự hào nhoáng hình thức bên ngoài, điện thoại di động lại là nguyên nhân của sự bi hài và biến người sử dụng thành nô lệ, thậm chí là phạm luật khi ngang nhiên dùng điện thoại đi trên đường. Bởi vậy, điện thoại di động cần được tạo ra một đời sống văn hóa, hay còn gọi là văn minh điện thoại di động. Alo. Anh yêu, anh đang làm gì đấy? À, anh đang bơi. Em đố anh biết, em đang đứng ở đâu nào? Em đang đứng ở shop bán quần jean. Đứng ở trước cửa hàng quần jean à? Nhưng mà em đã có bao nhiêu quần jean rồi còn gì nữa? Nhưng mà ở đây có nhiều loại quần mới đẹp lắm. Anh cho em mua đi. Muốn mua à? Thôi được rồi, cứ mua đi, anh đang có tiền. À, thế họ đòi bao nhiêu? 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu à? Ừ, thôi được rồi, cứ mua đi nhé. Cảm ơn anh yêu. À anh ơi, ở cửa hàng xe máy, họ mới ra một loại xe thể thao đẹp lắm. Xe thể thao à? Thế họ đòi bao nhiêu? Chỉ 5.000 đô thôi, và có 2 màu sơn anh ạ. 5.000 đô mà có 2 màu sơn à? Em hơi bị quá đáng ấy nhá. Em đang đi một chiếc xe rồi còn gì nữa. Nhưng anh đã hứa, sinh nhật của em, anh sẽ mua cho em bất cứ cái gì em thích cơ mà. Ừ, thôi được rồi, anh đang có tiền. Mà có tiền là phải tiêu phải không em? Ờ, cứ mua đi. Nhưng mà nhớ phải bớt một chút ít để lấy lộc em nhá. Cảm ơn anh yêu. Thế tối nay nhá. Ờ, thế tối nay gặp nhá. Cảm ơn anh yêu. Ừ. Bye bye. Điện thoại này của ông nào nhỉ? Ủa thôi chết. Giờ rồi. Thế cô định khi nào nộp bản báo cáo? Dạ em đang làm dở ạ. Bản báo cáo có hơn 100 giấy mà làm mãi không xong. Thế cậu còn định làm việc gì nữa? Dạ báo cáo sếp là lúc nãy dạ lúc nãy em bị hạ đường huyết ạ. Nên em phải nghỉ một lát, bây giờ mới tiếp tục được ạ. Hạ đường huyết chứ gì? Dạ. Tốt hơn hết là cậu làm đơn xin nghỉ phép. Bao giờ sức khỏe bảo đảm, hãy đến cơ quan. Dạ, nhưng mà... Alo, Hải đây à? Hả? Hết pin. Dạ, sếp lấy máy em mà gọi ạ. Cái gì thế này? Dạ có tin nhắn ạ, để em... Anh đang nhắn tin cho em. Tại sao lại bỏ đi hả cún con? Dạ, sếp cho em xin. Đọc tiếp đã. Có phải lão sếp già... Có phải lão sếp già bắt anh làm tiếp nên không có thời gian dành cho em? Đây là lý do cậu hạ đường huyết đúng không? Dạ. Xin trân trọng kính.
trò khoe mẽ đấy, xưa rồi. Xưa rồi. Hơi quê đấy. Hơi quê đấy. Hơi quê. Giời ơi. Này, chính tôi vừa gọi cho ông. Ông gọi cho tôi? Vâng ạ. Ông làm sao ông biết được số điện thoại của tôi mà ông gọi? Trần Phố, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Lôi, nghe chắc chúa bấm luôn. Bấm lại nhá. À, này, mình vừa ở Made India về. Thôi làm điếu Vina đi. Hello English, love smoking is a lot, Bob nhỉ? Chú có hiểu nó nói gì không? Dạ, cháu không hiểu ạ. Tôi dịch chú nha. Dạ vâng. Hello English, low smoking. Tôi không hút vì nó rất kinh. Nhìn thuốc lá là kinh. Ok, it's a lot bóp nhầm. Không hút nhưng vẫn cứ phải cầm. Dạ. Tôi bảo này, thằng này nó đi nước ngoài thì nó rầu lắm. Chú cứ cầm lấy của nó đi, trong tí đưa lại cho bác nhé. Dạ vâng. Bác ơi, bác ơi, bác dịch thế nào ấy? Dạ con vừa nghe có chữ bóp nhầm cơ mà. Ôi chú chết rồi. Hóa ra có chữ bóp nhầm hả? Dạ vâng. Chú ơi, thì chú bóp cái gì? Chú bóp ai? Đâu, bóp cháu ai? Bóp ai đâu, không. Bác nhầm, cháu có bóp ai bao giờ đâu. Thế hả? Dạ không, cháu bóp ai đâu. Thôi mời tất cả ra đi uống nước, không khổ. Cháu không bóp ai. Thế hả? Dạ vâng. Dạ bác ơi. Thế tại sao em Hiền lâu về thế nhỉ? Dạ, sao Hiền giờ này vẫn chưa về bác? Hay là bác thử gọi điện thoại đến cơ quan em xem. À, gọi điện thoại đến cơ quan con Hiền hả? Dạ vâng ạ. Gọi con Hiền về về. Dạ vâng ạ. Rồi, cứ đi gọi ngay. Dạ vâng. Ơi, bác ơi, bác không cần phải đi đâu cả. Bác cứ ngồi tại đây, bác có thể gọi được em Hiền. Cháu có điện thoại di động đấy, bác gọi luôn cho em Hiền. Đấy, không cần phải đi đâu cả. Dạ vâng ạ. Bác cứ bấm luôn điện thoại di động. À, bấm luôn hả? Bác cứ gọi hồn nhiên như hôm bác gọi máy của cháu. Ừ, gọi nhá. Dạ vâng, bác để cháu bấm. Bấm từ từ. Bấm 0483211123. Dạ. Được chưa? Dạ vâng ạ. Alo? Tôi chết rồi, không biết là sóng nó đi đâu hết cả rồi. Để tôi đứng lên đây xem có sóng. Chết rồi. Vẫn không có sóng rồi. Từ từ đã. Đến đây. Bác tôi ra mở đâu cửa, tôi mở cửa. Mở cửa làm gì ạ? Mở cửa cho sóng nó tràn vào một cái. Ôi giời ơi, bác ơi. Sóng điện thoại di động bây giờ khỏe lắm. Lên lỏi đến khắp nơi. Hả? Nhà mình ở trung tâm thành phố. Sóng thì vào tốt. Thế hả? Nhưng máy lởm thì không có sóng. Máy lởm hả? Dạ vâng, máy lởm ạ. Chú ra cho chú bảo. Dạ. Này, tôi nói thật với chú nhá. Dạ. Chú từ trước đến nay là đến nhà tôi rất hay tặng quà. Vâng. Nên tôi rất quý chú. Vâng. Chứ nhưng mà có người nói xấu chú là con người tôi không chịu được đâu. Nói xấu cháu ạ? Ừ. Làm sao mà nói xấu ạ? Nó bảo là trông chú tẩm. Cháu tẩm á? Cái gì tẩm ạ? Nó bảo trông mặt chú rất tẩm. Này, tại sao ông bảo mặt tôi tẩm? Tôi nói bao giờ? Ông vừa mới nói xong kìa. Này, tôi bảo là máy điện thoại nẩm, tôi không bảo mặt ông tẩm nhá. Này, ông đừng có cãi nhá, ông. Ai nói? Ai nói vừa mụ già kia. Ôi trời. Đứa nào mà nói ông vả vào mặt nó ấy. Vả vào mặt ông nó. Ông vả vào mặt tôi bảo điện thoại nẩm chứ tôi không. Coi như xí xóa vụ này nhá. Coi như là tôi chưa nói gì nhá. Dạ vâng ạ. Thôi chứ đi vào đây uống nước cho nó bình tĩnh lại chút nữa. Dạ vâng ạ. Chú ơi, tôi bảo này, thế hay là chú gọi điện thoại cho em Hiền nó về đi. Dạ thôi, thế à? Bác cứ gọi đi ạ. À thì tôi gọi hả? Dạ vâng. Chú bấm máy, chú nhìn rõ, chú bấm máy tôi. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Xong chưa? Dạ vâng ạ. Alo. Lô à. Dạ có chưa bác? Có rồi. Bác Bảo hả? Có rồi, bác Bảo ơi, tôi là mẹ con Hiền đấy mà. Bác ơi, cháu hỏi tí ạ. Bác Bảo là ai đấy ạ? À, bác Bảo hả? Vâng. Bác Bảo là cái bác bảo vệ cũ của cơ quan bác. À, dạ vâng. Thế là từ hồi ngày xưa mà bác là làm văn thư ở đấy. Dạ vâng ạ. Thế rồi từ hồi bác nghỉ hưu. Dạ vâng. Thế là bác đưa con Hiền là bác vào đấy làm.
Dạ vâng. Cho nên là gọi đến bác bảo là bác nhớ ngay. Dạ vâng ạ. Thế có lẽ là bác lâu rồi không gặp bác bảo nhỉ? Ừ. Ê, bác này hỏi thăm bác xem khỏe mạnh thế nào nhé. Hỏi thăm khỏe mạnh hơn. Dạ vâng. Ừ. Bác bảo này, bác bảo ơi, dạo này bác quán khỏe không? Ừ. Chả đến thăm nhà tôi gì cả nhỉ? Dạ. Nhà tôi dạo này là bận bịu quá, chả đến thăm được bác nhỉ? Bác có nhớ cái con Milu chó Nhật nhà tôi không? Cái con chó đấy nhà tôi, tôi quý nó lắm. Dạ. Thế mà mấy tháng nay rồi cháy nắng trở trời. Dạ. Thế là nó lại cứ rụng hết cả lông. Tôi mới đi ra siêu thị tìm mà sữa tắm cho nó. Ôi giời ơi, bác ơi, con lạy bác rồi. Hả? Dạ, con thưa bác đi ngay vào chủ đề chính đi ạ. Dạ. Hả? Dạ, bác cứ chó mãi thế này thì chết con rồi, bác ơi. Từ chúa chuyển sang hiền đúng không? Dạ. Bác ơi. Dạ thôi. Ừ. Bác đừng chó nữa, bác chuyển ngay sang hiền hộ con đi. Ừ. Alo, bác bảo hả? Khổ quá, tự dưng có hai cái thằng bạn con hiền nó đến đây. Thế thì tôi đang gọi điện cho bác thì tự dưng nó lại bảo ối rồi ơi. Thế là nó bảo ối rồi ơi thì tôi mới hỏi nó là thế tại sao lại ối rồi ơi. Thế là nó lại bảo với tôi là bác ơi chết con rồi bác ơi. Thế tôi mới hỏi nó tại sao lại chết con rồi. Thì nó bảo tôi là bác ơi bác sao bác cứ mãi chủ đề chỗ bác chuyển sang hiền đi. Bác ơi bác thì con hiền là tôi dạo này làm việc thế nào nhỉ? Ừ, nó gầy lắm hả? Thế khổ lắm bác ạ. Nó này nó gầy lắm cơ. Tôi là tôi thương nó lắm này, bác ạ. Ông vạch cái gì đấy? Đếm hộ bao nhiêu vạch? Hả? Tôi thương nó lắm. 26 vạch. À, mỗi vạch là 1 phút. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, bác ơi, thế này thì chết con rồi. Dạ không, anh Phô có ý kiến ạ. Dạ bác ơi, thế tình hình hiền thế nào? Dạ bác gọi điện thế này thì chết con rồi. À thế hả? Bác nghe tiếp đi ạ. À. Cái gì? Ừ, sao tự dưng nó kêu đến cạch một cái. Thế là tịch luôn chú ạ. Dạ, cạch ạ. Cạch rồi tịch luôn. Ôi trời ơi, hết pin rồi. Hết pin. Hết pin rồi ạ. Hết pin rồi. Ủa thế cho điện thoại của chú thế nào thế nhỉ? Điện thoại của tôi là tôi gọi suốt từ sáng đến tối mà vẫn có pin. Dạ. Điện thoại của chú thì gọi mới được có hơn nửa tiếng đã hết pin. Dạ, đúng rồi, chú này chú bảo điện thoại chú lỡm rồi. Không phải điện thoại bác, là bác gọi ở nhà là gọi điện thoại bàn. Bác ơi, hình như nhà bác có mùi gì ạ? Dạ vâng, thôi đúng rồi. Dạ mùi giềng ạ. Dạ con thấy mùi mẹ. Mùi chân giò. Mùi xương ạ. Nói tóm lại là mùi khét. Rồi. Nồi giá cầy của tôi cháy rồi. Ê bác ơi. Bác ơi. Dạ con thưa ý kiến ạ. Ừ. Dạ giữa chân giò với cái điện thoại là hai phạm trù khác nhau. Ừ. Dạ thôi thì chân giò là phạm trù của chân giò. Ừ. Mà điện thoại là phạm trù của điện thoại. Ừ. Dạ con xin bác để lại cho con cái điện thoại. Để lại hả? Dạ vâng. Dạ chú. Ôi trời ơi, lại chết con rồi. Tình hình thế nào? Ôi giời. Cả bọn ra bia tính còi nhá. Ôi giời, này. Ông gọi điện cái kiểu gì ấy hả? Kiểu tiết kiệm. Kiểu tiết kiệm. Đúng là đi Tây đi tàu về văn minh ở đâu không thấy. Ngồi đấy chỉ bảo cho một chút về văn minh điện thoại đây này. Dưới 3 giây là không tính tiền. Dưới 3 giây. Cho nên thông tin bây giờ bao giờ cũng phải vắn gọn. Chứ không như mẹ hiền suốt ngày buôn điện thoại tốn tiền lắm. Đấy, ông thấy không? Kiểu như thế này tôi rất là khó chịu. Này, hả? Kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm xương máu à? Tuần trước này này. Cũng đến đây này. Cũng chỗ ngon chỗ ngọt này. Mụ này chỗ ngọt đấy bà. Dạ vâng. Bảo là cho bác gọi một cuộc điện thoại nhỏ. Gọi nhỏ em hiền về đây cho cháu. Rồi làm hai phát đi luôn cả cái cạc 300. Ôi giời. Nhưng mà tại sao ông không nói ngay từ đầu cho bây tôi? Bây giờ tôi mới nói. Bây giờ nói thì quá muộn rồi, bà đã buôn của tôi 20 mấy phút rồi. Rồi bây giờ thì anh em mới cùng chung kẻ thù. Ôi giời ơi, thì chết tôi rồi. Này tôi nói chung nhá. Có cái bà mẹ vợ như thế này thì cũng vỡ nợ. Đúng rồi, không? Bà này chính ra là
rất vớ vẩn. Quá vớ vẩn luôn. Rất lợi dụng. Nó quá lợi dụng. Nói tóm lại, vừa già, vừa xấu, lại còn vô duyên như gì nè. Rồi, nghe thấy thế rồi. Tóm lại là các chú bảo tôi vừa già, vừa xấu, vừa vô duyên đúng không? Dạ, dạ vâng. Không ạ, cháu chỉ bảo vớ vẩn đấy ạ. Thì bây giờ các chú nhìn lại tôi một lần nữa xem có phải vừa già, vừa xấu, vừa vô duyên không? Quá già, quá xấu, quá vô duyên. Dạ. Em Hiền đây. Ôi trời ơi, Hiền dày ơi. Bây giờ thì tôi mới biết mặt hai anh đấy. Làm sao? Có thử thế này thì mới biết tấm lòng của hai anh dành cho tôi. Không, anh là chân thật mà. Em mỉm cười. Em, thì em phải nghe anh giải thích đã. Thôi, mời hai anh về cho giải tán.